Xin chào toàn thể quý cô chú anh chị kính mến. Thì hiện tại thì Phong đang ở dưới bệnh viện Đa khoa Cần Đước. Thì hôm qua là Phong được biết là cô Điệp đang tình trạng sức khỏe cũng rất là yếu. Thì không biết tại sao mà hôm qua là bắt buộc là phải xuống nhập viện của chú anh chị ạ. Thì cô Điệp thì hiện tại là đang nằm ở phía bên trong ở khoa nội bên cái lầu 2 ở bệnh viện Đa khoa Cần Đước của chú anh chị ạ. Thì Phong cũng biết là tình trạng của cô là đang chuyển biến cũng đang rất là yếu. Thì Phong bên đây ghi những cái số đoạn hình ảnh để gửi cho cô chú anh chị nha. Nay đỡ chưa cô Điệp? Đỡ, nó đậu. Dạ. Bây giờ nó ra được, đỡ được. Dạ, tối có hút đàm gì không cô? Ừ. Dạ. Chịu đựng gồng. Có cái gì này, cái cô này cũng đi vô đây cũng cũng bệnh luôn. Nhiều nó lâu rồi, đánh đỡ uống. Dạ. Bây giờ thăm bỏ, có người đỡ. Cô Út đâu rồi cô Điệp? Xuống đất mua cơm, mua khoan rồi. Dạ. Tối nghe cô Điệp nói tình trạng đang chuyển biến kém quá, rồi con cũng lo quá. Rồi bây giờ thu xếp mới mới ổn, mới xuống với cô được. Ở sớm rồi, con cháu ngày xưa giúp đỡ con đó. Ở sớm, con rất là thương á. Rồi bác sĩ rồi có nói, bây giờ khám rồi có nói cô tình trạng cô sao không? Để khỏi của cô vậy đó. Dạ. Yeah. Như là phải chịu. Dạ. Yeah. Như nào mà nó hành á thì mình phải chích thuốc rồi này kia nữa. Dạ. Yeah. Như nếu mà nóng bụng rồi thì chuyện nước biển cho nó mát. Dạ. Yeah. Buồn thêm. Vậy là do cái phổi nó đang bị tắc nghẽn á, nó yếu. Ừ. Nên mà lâu lâu nó hay bị hành là khó thở hả cô? Ừ, đúng rồi. Qua con nghe cô nói rồi sức khỏe là đang kém quá rồi bắt buộc phải chuyển vô nhập viện. Thì ngay cái khu vực ở đây thì có cái bệnh viện Đa khoa Cần Đước là gần nhất. Thì cô có dự định là có hỏi bác sĩ rồi có chuyển tiếng gì không? Không, chuyển ở đây. Dạ. Nếu bây giờ cô thở là bình thường á, với mà hút đòm vậy được á, thì cô có gì cô ở đây thì về cũng tiện, cũng gần. Nhưng mà chuyển đến kia thì cũng rất là xa á cô. Nào, cô Út đi mua đồ cho cô hả? Út đi mua cơm. Dạ. Rồi qua nay nhập viện rồi cô có đóng có khoản tiền viện phí nào không? Không, chưa có nghe. Chưa nghe hả? Chưa có nghe kêu vậy. Rồi tiền bạc cô còn không? Còn ít hả? Còn ít hả? Rồi chú chúc con gửi cô tí tiền cho cô sinh hoạt, chứ mà có đóng tiền gì điện kia này điện kia thì cô dùng nha. Dắt cô nhập viện cho bệnh viện Đa khoa Cần Đước này là lúc mấy giờ? Trưa không? Chưa. Ừ. Dạ. Có mười mấy là cô xuống đây cũng gần 11 giờ. Dạ. Yeah. Tại vì cái phổi nó là bị yếu á, nên mà lâu lâu nó bị tắc nghẽn rồi nó cũng khó thở. Gần hai mấy ngày cô Điệp không có ngủ được. Dạ. Yeah. Rồi cô Điệp tính xuống đây là cô Điệp đi truyền nước biển thôi. Nhưng bác sĩ đây nói là truyền về là không được, phải yeah. nhập viện lại. Rồi bác sĩ nghe cái ống nghe trong cái phổi á, yeah. thấy gò kè nó mệt á. Bác sĩ mới khuyên phải nên nhập viện vừa truyền nước biển rồi vừa chích thuốc cho cái phổi nó bớt. Dạ. Nên cô Điệp nghe vậy cô đi Điệp nhập viện luôn. Thì cái phổi là lo do nó bị yếu là mà lâu lâu nó khó thở. Ừ. Nhưng mà bị đờm nó dồn lên nhiều quá đó là coi như cái phổi nó hành á. Ừ. Nãy cô Út đi ra lâu chưa cô Điệp? Cô Điệp Út mới đi hả? Thấy bệnh viện này cũng rộng á. Rồi bác sĩ khám cô Điệp rồi nhiều không? Vậy thì cũng cơm sáng khám chị em. Dạ. Thì sáng rồi cô ăn uống gì chưa? Có, cô mới ăn cơm á. Dạ. Hôm qua cô đi xe gì lên bệnh viện cô Đẹp? Dạ. Dạ. Sáng rồi cô mua cơm hay là cô nhà ấy hay là cơm từ thiện ăn? Cô ăn cơm mấy bộ Út ăn cơm từ thiện. Dạ, mà cô Út ăn cơm từ thiện. Ủa sữa này là sữa hôm bữa còn hay là sữa mới hả cô Đẹp? Sữa mới của chú Thanh. Dạ, sữa này của chú Thanh. Dạ. Cái nào cô uống còn lỡ dở cô nhớ uống hết trong ngày nha, để nó hư á. Cái chị đó mới cho sống theo nó rồi. Dạ. Nhờ cô nói cô đừng buồn nha. Dạ. Cô sống ngày nào hay ngày nấy, nó có thể nó vậy. Dạ. Cái bệnh của cô là cái bệnh cái phổi nó đã chết hết một lá rồi. Dạ. Tại hôm nay là sức khỏe cô đang kém quá rồi.
thì bây giờ cũng khó thở nữa không ấy. Bây giờ dáng sức khỏe nó có da có thịt chút xíu là nó đỡ, nó ổn với nó đỡ nhiều lắm. Dạ. Gì biết không? Thì có cái giấy tờ vô con cô Điệp. Có cô Điệp cho coi cái. Dạ cái này là cái gì cô? Cái giấy giám định y khoa của cô nè. Dạ cái giấy bự dưới cô. Giấy bự đang hình cho lưng á, mang cho lưng á. Dạ. Lúc trước nếu mà không ai mà lại con không thấy kịp á. Dạ. Cô Điệp lết đi ra đường. Cô là cô không có người nhà hả cô? Đó, đi xin ăn, đi xin cơm đồ ăn cho cô bác người ta biết. Dạ. Là cái này cô dán sau lưng để mà cô bán rồi thấy thương rồi cho ta cho hả? Thôi con mượn con coi bác mượn coi cái này là bác sĩ cho hả cô? Đâu có đâu cô làm á. Trời ơi cô làm luôn. Cô đi photo bự ra đó. Dạ, cái biên bản giám định y khoa là Sơn Thị Điệp sinh ngày 1/1/1965 ở chỗ hiện tại là Long Trạch, Cần Đức, Long An. Dạ, kết quả khám hiện tại bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, suy nhược cơ thể nặng. Đây cô chú anh chị xem nè, là cái tờ giấy này cô Điệp là được này ở xã cấp hả cô? Xã. Dạ. Xã với tỉnh nè. Có hội đồng giám định y khoa nè. Và cô chú anh chị biết cái tờ giấy này cô Điệp dán ở sau lưng á, để khi mà không có lúc trước mà không có Mạnh Thường Quân thì giúp á, thì có ai mà biết á thì cho cô hộp cơm rồi chai nước rồi uống. Ít tiền rồi đó, rồi dạ. Thuốc thang rồi. Rồi dẹp đi cô. Tính vậy đó. Là nó mới bự vậy nè. Sao? Giờ hôm qua nay ủa cô vô đây lâu chưa? Lễ nay là 11 ngày. 11 ngày hả? Ừ. Dạ, cô thấy cô Điệp hôm qua mới nhập viện thấy thấy sức khỏe thì sao? Dạ, giờ lại trò chuyện chơi hả cô? Trò chuyện chơi rồi. Dạ. Hỏi thăm sức khỏe thì thấy bị ốm nghe chứng giống á. Dạ. Chứng giống á, hỏi sao lại bệnh gì, ốm gì. Dạ. Vậy đã bệnh. Cô Điệp bên đây á thì có con cái mà hai đứa con mà không có chăm sóc, không quan tâm gì giáo bây giờ. Dạ, nói có hai đứa con hai bộ. Dạ, bây giờ cũng nhờ có Mạnh Thường Quân nào ta giúp. Dạ, cũng mừng. Dạ. Thì hôm nay là con từ lúc mà con biết cô Điệp tới nay á là cũng là 1 tháng mấy á, mà nhập viện cũng 3-4 lần rồi. Thì cô Điệp cũng đã nhập viện rồi, nhưng mà do cái lúc này đó trời cũng khá là lạnh nên mà cũng rất là nhiều bệnh nhân ở trong cái bệnh viện ở đây, nên cô Điệp nằm ở ngoài trên phía trước một cái phòng á cô chú anh chị. Thì cô chú cũng biết á là thì lúc trước á thì Phong cũng có đưa cái thông tin đó là cô Điệp thì bị bên phổi là tắc nghẽn mãn tính, nên mà bị xẹp một cái phổi nên lâu lâu á thì cô Điệp bị khó thở á, chứ mà cái đàm nó khi nó dồn lên trên cổ là rất là nhiều nên mà việc mà thở là rất là khó khăn. Thì hôm nay á thì cũng là một ngày thì cô Điệp cũng tiếp tục nhập viện. Thật sự là Phong hôm qua là cũng rất là lo lắng khi mà lúc nửa đêm á, hôm qua là lúc 11 giờ mấy 12 giờ đêm á, thì lúc đó thì Phong đang ở nhà thì cô Điệp nói điện là lúc đó là tình hình sức khỏe của cô đang rất là kém, thì có thể là chuyển lên một cái bệnh viện ở trên tuyến trên. Thì hôm nay cũng nhờ đội ngũ y tá bác sĩ ở đây á thì cũng có giúp cho cô Điệp hút những cái lượng đờm ở trong cổ họng á, tại vì nếu mà đờm nó dồn lên quá là nhiều á thì việc mà thở rất là khó khăn. Thì hôm nay á thì Phong tới đây là trước nhất là để thăm hỏi cái sức khỏe của cô Điệp ở đây, và cũng biết là cái số tiền mà của cô Điệp là cũng hôm nay là Phong đưa cho cô Điệp á là cũng còn rất là ít rồi. Thôi thì Phong sẽ đưa cho cô thêm một tí tiền nữa, tại bây giờ trong bệnh viện thì Phong việc đi lại của Phong á là cũng rất là hạn chế, thì cô Phong sẽ gửi cho cô Điệp ở đây thêm 3 triệu đồng. Thì chúc cô Điệp sẽ có gì sẽ đưa cho cô Út, hoặc là cô Điệp giữ được á thì cô Điệp giữ có gì đưa cho cô Út là mua những cái đồ sinh hoạt rồi với ăn uống để tâm bổ nữa, với mà truyền các loại nước biển tốt với các chất bổ của bác sĩ á, bác sĩ có kê to đó cô chú anh chị ngoài danh mục bảo hiểm á. Hôm nay con tiếp tục lại biết cái tình trạng sức khỏe của cô Điệp cũng khá là yếu á, thì với tiền cũng hết rồi. Hồi nãy thì con cũng có trò chuyện với cô thì biết cô bây giờ cũng đỡ thêm một tí rồi, nhưng mà tiền cũng cạn rồi. Con dần gửi cô Điệp thêm 3 triệu để cô có tiền cô ăn uống rồi với chuyện nước biển thôi nha cô Điệp. Dạ. Thì những cái số tiền này cũng tiền của cô chú Mạnh Thường Quân thì cũng đã ưu ái và thương mến cô Điệp. Thì con cũng giữ ở đây thôi, khi nào cô cần á
thì con tiếp tục lại trao tới những phần tiền để cô sinh hoạt. Tại vì việc mà ở nhà trọ hay là đi bệnh viện á, thì nếu mà bỏ bên cạnh á, một cái số tiền lớn quá thì nó cũng rất là nguy hiểm, chứ nó không tốt. Thì còn cái số tiền còn lại thì con sẽ giữ giùm cô đẹp nha. Rồi cô ở đây rồi cô yên tâm là dáng mà lo cho sức khỏe. Rồi ăn tẩm bổ cho sức khỏe rồi về rồi mới đi làm với làm những cái công tác từ thiện bên chú Bà Chầu được. Thì chúc con cũng lên đây cũng có định báo cho cô Út một tin vui nữa. Thì nhưng mà cô Út bây giờ là đang đi ngoài bên ngoài hả? Mua đồ hả cô đẹp? Mua đồ. Dạ. Thì cũng có một mạnh thường quân ở bên Mỹ á, thì cũng có nói là sẽ giúp cho cô Út ở thêm với cô Điệp là nửa tháng nữa. Nhưng mà nãy giờ Phong cũng có tới đây nhưng mà trò chuyện, nhưng mà cô Út là nãy là đi mua đồ rồi, là không có thể mà gặp cô Út. Thì bây giờ là Phong tranh thủ lúc này Phong sẽ trò chuyện với cô Điệp, và chút xíu thì Phong sẽ nói chuyện với cô Út sau cô chú anh chị ạ. À, cô Điệp bỏ tiền vô túi đi cô. Dạ. Cô Điệp cảm ơn đó. Có mạnh thường quân đã giúp đỡ cô Điệp. Dạ. Suốt trong thời gian qua. Dạ. Nhờ vậy cô Điệp cũng có tiền trang trải đi đau ốm, đi bệnh viện. Dạ. Cô Điệp rất cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Thì cô ở đây cứ đừng có suy nghĩ nhiều, rồi dáng mà ngủ nghe rồi cho nó tốt, rồi hỏi bác sĩ rồi có cái loại thuốc nào giúp cho mình ngủ đó, ngủ cho khỏe, chứ mà mất ngủ cả tuần lễ này đâu có chịu nổi. Rồi tiền của cô cũng còn nhiều á, có gì con giữ ở đây nè, cô cứ yên tâm, khi nào gần hết rồi con xuống cũng trao giúp cho cô nha. Rồi cô cứ mà ăn uống đừng có tiện hà tặng gì hết. Để uống sữa ăn xua nhiều cho nó sức khỏe cho nó tốt. Rồi con ngủ nghỉ tí nha.